Đang ngồi làm việc bỗng dưng bị rơi xuống tầng dưới vì thủng sàn nhà. Câu chuyện hết sức hy hữu này rất tiếc lại xảy ra ngay tại chung cư Meco Complex số 102 Trường Trinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sự việc xảy ra vào tối 27 tháng 3. Thời điểm đó người dân nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy đến hiện trường phát hiện hai người gồm một nam một nữ đang nằm dưới nền sảnh tầng 1. Phía trên trần tòa nhà một tấm bị thủng. Được biết phía tầng 2 có sàn nhà bị thủng là nơi được chủ đầu tư cho thuê làm văn phòng. Do đây là tầng cây nới thêm không gian nhưng lại không có bê tông cốt thép mà chỉ bằng các tấm nhôm nên đã không đảm bảo an toàn. Rất may khi sự việc xảy ra đang là ngày nghỉ không có người ngồi chơi ở dưới, cũng không có trẻ nhỏ đi lại nhiều nên không trúng ai. Ngay sau đó phía ban quản lý có mặt phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc, hai nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện. Thưa quý vị và theo trưởng ban đại diện tòa nhà trung cư, phần diện tích xảy ra thủng trần nhà là khoảng không gian cơi nới ở trên tầng 2. Chủ đầu tư cho một công ty bất động sản thuê nhưng lại không có biển cảnh báo. Phần trần bị thủng được cho là làm bằng tấm alu, khi hai người đang ngồi thì bị thủng và cả hai rơi lọt xuống phía dưới. Trưởng ban đại diện tòa nhà cho hay nạn nhân nữ là giám đốc công ty thuê văn phòng tại tòa trung cư này. Sau tai nạn đã được đưa vào điều trị ở Bệnh viện Việt Pháp, hiện nạn nhân đã tỉnh còn nạn nhân nam bị nặng hơn đang được điều trị tại bệnh viện việt đức